chào cả nhà nha. Bây giờ mình lại tiếp tục với công việc thường ngày của mình, đó là đi cho gà cho vịt ăn. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào cho mấy cái chú gà tre của mình ăn. Bởi vì ban đêm trong này là mình sẽ nhắm một cái bếp để cho gà của mình nó ấm, đồng thời là nấu cơm cho gà trong đây luôn. Bởi vì thời tiết lúc này á, ở đây rất là lạnh. Lạnh nó nói mà mình ngủ một đêm vậy mà mình đổi tiếng luôn nha. Nghe tiếng mình ngày hôm nay nó khác không? À, đây là bốn chú gà tre của mình. Tất cả mình phải nuôi lòng hết, không là nó ra nó phá cái cảnh của mình thôi, chứ không còn một cái cây nào để chơi cả. Đây, nhìn cái mồng của mấy chú rất là thích luôn. Cái lồng như thế này cũng giống như cái chuồng ấy, thì nên đi mới cột thêm một cái rổ trong kia, bố trí thêm một cái rổ trong đó để cho mấy chú đẻ, là khi đẻ là mấy chú sẽ đẻ trong đó, mình sẽ dỡ cái nắp lồng lên để mình lấy trứng. Còn bên đây là mấy chú gà con, cái gà con của mình cũng sẽ nuôi trong lồng như thế này cho đến khi lớn luôn. À, khi trời nắng thì mình cũng thường xuyên đem mấy chú ra ngoài phơi nắng. Trời lạnh quá cho nên mấy chú cũng sụ lông hết trơn luôn rồi. À, thấy con nào con nấy sụ lông lên hết. Đây đó cũng cho nên như vậy, cho nên mình buổi tối á, là mình phải nhắm một cái bếp như thế này để trong này nó ấm. Và mình cũng phủ kín mấy cái lồng này lại luôn. Khẩu phần ăn của chim và của gà con á, là như nhau. Mình trộn mà mình cho chim và cho gà con ăn luôn. Đây thì chỉ được 4 chú thôi, cũng thoát hết 3 chú rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi cái chuồng thứ hai nha. Cái chuồng thứ hai đó là phải đi ngang qua mấy chú vịt này. Cái chú vịt của mình thấy mau lớn ra, hôm bữa ba chú vịt con đây còn nhỏ mà đâu có mấy ngày mà thấy mấy chú lớn nhanh. Đây là cái chuồng thứ hai của mình. Là cái đây mình cũng mới sửa chữa lại, cái đây cũng lúc đầu tháng 10 thôi. À, và cái điểm mốc đó là ngày 20 tháng 10. cho nên là gạch đá vẫn còn ngổn ngang ngoài đó, là khi xây dựng ở đây và công cuộc xây dựng vẫn chưa xong thì trời đã ở mưa tới, cho nên là mình không chưa kịp xây dựng những khu vực còn lại. Các bạn chờ mình mở cửa tí nha. Đây mình đã mở cửa chuồng rồi đây, và ban đêm thì mình phải nhốt lồng riêng như thế này hết để mấy chú khỏi bay lên trên và ị ra ấy giờ chuồng mình hết. Và đây mình có hai chú gà rất là đặc biệt luôn. Mọi người đã thấy chú gà màu này chưa? Nếu trên mạng thì chắc quý vị cũng đã thấy. Đây là giống gà lai ở Indo, về Việt Nam gọi là, có người thì gọi là gà mặt quỷ, có người thì gọi là gà hơ mông. Nó rất là đen, cái bộ lông, cái màu lông rất là đen luôn, đen đen huyền luôn á. Và cái chú gà bên phía bên này á, thì chú bị tập cái cổ, nó bị niễn niễn á, kiểu như nó méo méo một bên á.
tập đó là tập bẩm sinh từ nhỏ rồi. Hai chú gà này mình cưng ghê lắm. Thích lắm, nhìn nè, đẹp. Mà thả ra thì mấy chú lại lại bị mấy chú gà khác cắn, cho nên mình phải giấu vòng riêng. Giờ là tới lượt mấy chú gà đây. Mấy chú gà mái này. Đây, khi mình mở chuồng là mấy chú sẽ ra ngoài. Mở ra là chạy ra đây, ngoài đây kiểu như là sân chơi đó, để mấy anh là tắm nắng, cái chú gà mình ra tắm nắng, tắm cát, tắm mưa. Mưa chắc không tắm đâu, vì tắm mưa là sẽ bệnh nè. Mưa là mình sẽ nhốt lại hết, vì điều kiện như đây cũng nó cũng khá là khắc nghiệt, lạnh nè, nắng thì gà nó cũng thích, nhưng mà bị gió lùa nhiều lắm, cho nên là mình nuôi gà cũng khá là kỹ. Mình xúc cho nó ăn này. Ghiền kìa. Đây là tình trạng mà cái lưng mấy anh bị trống như này là do mình nhốt trong cái thời gian tháng vừa qua là mưa kéo dài đó. Nhốt tới gần 2 tháng cho nên là ở trong chuồng nó chật chội quá nên mấy chú không có thoải mái, cho nên là mổ lông nhau á, cắn lộn á. Cho nên là anh nào anh ấy đều có cái sân bay ở trên lưng hết. Phải xúc thêm cho nó một phần nữa. Đây gọi là giống gà mía, mấy anh ăn cũng nhiều lắm, nhưng mà đẻ thì cũng đạt, theo mình thấy thì cũng đạt sản lượng, nó đẻ nhiều hơn gà nòi, bởi vì mình cũng có nuôi mấy con gà mái nòi nhưng nó đẻ ít lắm, từ 6 đến 8 trứng thôi. Mấy chú này thì đẻ được hơn khoảng mười mấy trứng. Mình đẻ là chủ yếu mình lấy trứng gà nhà ở nhà mình ăn thôi à. Ở đây là khu vực sân chơi. Rồi giờ tiếp tục vào cho mấy chú gà trong lòng của mình nè. Hai anh. Rồi, chạy vô dành. Chạy vô dành rồi ăn của người ta. Đi ra ngoài, đi đi đi. Đi ra ngoài ăn đi. Xong luôn.
đánh cái này mới được, không là nó giờ nó dành ăn hết. Dạ mà ham ăn lắm, ở ngoài đây chơi tí rồi lại vào. Mấy hôm nay thời tiết lạnh quá, trời chuyển nữa, cho nên là mình cũng bị cảm theo luôn. Mình không chịu nổi cái thời tiết lạnh. Mà mấy hôm nay á, dạo này là không khí ở đây thì đã quá là lạnh luôn. Không khí chỉ còn 17 độ, nên chịu không nổi. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà trong những clip sau. Nếu quý vị thích thì hãy ủng hộ thêm cho mình một like và đăng ký kênh để mình tiếp tục ra video nha. Cuộc sống của mình ở đây thì cũng bình dị lắm, chỉ có thế thôi. Nuôi một vài con gà, một vài con vịt, một ít bồ câu để có cho mấy cháu. Mấy em mỗi khi xuống dưới đây chơi là đều có gà có vịt để thưởng thức hết. Mình nuôi hoàn toàn là để dành trong gia đình, mỗi khi có dịp gì là mình cho mấy cháu rồi có sinh hoạt rồi làm gà làm vịt tụ tập lại vui chơi gì đó. Tạm biệt cả nhà nha.